Chào thầy và các bạn, em tên là Bạch Yến, lớp y học cổ truyền 45. Em xin trình bày về chủ đề bánh xèo. Có thể nói ẩm thực Việt Nam rất phong phú và đa dạng, với nhiều loại bánh mang những hương vị khác nhau. Nhưng bánh xèo là một món ăn phổ biến và được rất nhiều bạn bè quốc tế yêu thích. Không chỉ vẻ bề ngoài đẹp và bắt mắt, ngoài ra nó còn có một vị rất đặc biệt và hương thơm ngây ngất, đậm đà. Trong thời điểm hiện tại vẫn chưa biết rõ về sự ra đời và xuất xứ của bánh xèo, nhưng cũng có một số ghi chép nói về bánh xèo có nguồn gốc từ miền Trung và ở trong thời đại Tây Sơn. Cũng có một số ý kiến cho rằng bánh xèo được lấy cảm hứng từ món bánh khoái của người Huế. Bên cạnh đó, bánh xèo là loại bánh phổ biến ở các nước Á Đông, nhất là ở các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc. Ở Việt Nam, thông thường bánh xèo được ăn với các loại rau rừng như lá ổi, lá cóc, diếp cá, lá xoài, tía tô. Bánh xèo miền Tây còn được chấm với nước mắm tỏi ớt chua ngọt, cực kỳ mắc vị và thơm ngon. Bánh xèo ngày nay vẫn là món ăn dân dã của người Việt nên không quá cầu kỳ về cách ăn. Bên cạnh bánh mì, phở bò, nem nướng thì bánh xèo là một món ăn Việt Nam được giới thiệu với bạn bè quốc tế nhiều nhất. Ngoài việc là món bánh truyền thống, bánh xèo chính là niềm tự hào trong ẩm thực Việt Nam. Phần trình bày của em đến đây là hết. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.